U20 Việt Nam đã thất bại trước U18 Cerro Osaka với tỷ số 5-3. Như vậy là trận đấu đã chính thức bắt đầu, và trong hiệp đấu đầu tiên này thì các cầu thủ chủ nhà sẽ ở phần sân bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. Quả tạt là của Văn Tú. Đình Bắc. Vẫn là Đình Bắc. Muốn ngăn cản quyết liệt của Yaza. Thái Sơn. Điểm từ xa của Hồng Phúc. Trần Đại bắt đầu lại cái tính Trần Đại rồi. Lúc này thì trong đội hình chính của các cầu thủ U20 Việt Nam có 4 cầu thủ đến từ Phất Văn Khang, Quốc Việt. Điểm không được. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của anh Tú. Lẽ ra anh Tú phải dứt điểm ngay, nhưng bóng lại rơi vào cái chân phải, chân không thuận của tiền vệ mang áo số 7 bên phía U20 Việt Nam. Và tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã có một tình huống xử lý không thành công. Đường truyền của Khất Văn Khang hướng đến vị trí của Quốc Việt, nhưng Quốc Việt bị lỡ đà, và may mắn thì vẫn còn anh Tú ở vị trí đó. Khống chế bước một không tệ, nhưng tình huống dứt điểm sau đó thì lại không tốt. Tình huống dứt điểm ở tư thế với, và đứa đã trả bóng đi quá cao so với khung thành của U20 Palestine. Lần này thì Văn Tú đã làm tốt tình huống pressing. U20 Palestine rất nhanh nhẹn, rất nhịp nhàng. Nguy hiểm, không có lỗi Việt vị. Người băng xuống là Quaes. Không vào. Không hiểu vì sao Quaes Al-Hattab đã dứt điểm ra ngoài trong pha bóng này. Một pha bóng mà Palestine đã thực hiện một tình huống cắt bóng và chuyển đổi quá hay, tạo nên một tình huống để số 10 bên phía đội khách đối mặt với thủ thành Đoàn Huy Hoàng. Góc sút rất rộng. Đoàn Huy Hoàng đã đổ người bắt bài ở góc xa. Nhưng Quaes thì đã chủ động dứt điểm vào góc gần, nhưng tình huống dứt điểm của anh thì thực sự là quá tệ. Khống chế bóng rất hay của anh Tú. Dứt điểm. Đá căng. Ngay sau khi U20 Palestine có được cơ hội đến từ Quaes Al-Hattab thì cầu thủ U20 Việt Nam cũng đã trả lời bằng một tình huống dứt điểm chất lượng của anh Tú. Cú đá theo kiểu crackball của anh Tú khiến trái bóng bay căng và lạng. Thủ thành Arafat Jahat đã phải vất vả để cứu thua. Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những sai sót đến từ đội bóng áo trắng. Mất bóng rất dễ. Văn Tú, Đình Bắc. Bảo Long lên quá chậm. Đình Bắc. Một tình không thành công. Đình Bắc không vào. Đó là pha cứu thua tuyệt vời của thủ thành Arafat Jarak. Pha xử lý rất nhanh của Đình Bắc trong tình huống xâm nhập và đối mặt với khung thành của U20 Palestine. Tình huống dứt điểm nhanh của tiền vệ mã số 15 bên phía U20 Việt Nam, nhưng đã bị ngăn lại bởi phản xạ xuất thần của thủ thành Arafat. Đình Bắc đã có một tình huống xử lý có thể nói là rất ấn tượng, một nỗ lực rất nhanh và pha ra chân cũng tuyệt vời. Abadurin. Nguyễn không vào. Lại là một tình huống cứu thua xuất sắc của Đoàn Huy Hoàng. Hàng phòng ngự của U20 Việt Nam vẫn cho thấy sự mong manh và sự non nớt, đặc biệt là ở những vị trí của các trung vệ. Mohamed Sandukwa. Lỗi thuộc về Vũ Văn Sơn. Nhưng Đoàn Huy Hoàng đã băng ra và xử lý rất nhanh. Đoàn Huy Hoàng sinh năm 2003, cầu thủ quê ở Thái Bình. Quốc Việt. Hai. Anh Tú. Dứt điểm. Không vào. Tình huống dứt điểm thứ hai của Quốc Việt trong trận đấu này, và đó vẫn chưa phải là một pha dứt điểm trúng đích. Tình huống phối hợp hay của anh Tú và Quốc Việt đã có sự ăn ý, sự hiểu nhau rất tốt giữa hai cầu thủ này. Đường truyền của anh Tú là vừa tầm, và Quốc Việt cũng đã
di chuyển thông minh và lựa chọn cho mình một quyết định dứt điểm hợp lý. Thái Sơn, Đức Quốc Việt, vẫn là Quốc Việt, không được, vẫn còn. Tình huống tiếp ứng của Lê Văn Tú, vẫn là Văn Tú. Đá cuối cùng của Hồng Phúc thì đưa trái bóng đi quá thiếu chính xác. Tình huống dứt điểm thứ ba của Quốc Việt, lần này thì Quốc Việt đã dứt điểm trúng đích, nhưng rất tiếc là tình huống dứt điểm của chân sút số 1 bên phía U20 Việt Nam chưa đủ khó để có thể chiến thắng được thủ thành Karim Kassem. Tình huống cứu thua bằng chân của Karim Kassem phản ứng rất nhanh và chính xác. Cú đá của Quốc Việt cũng vẫn còn hơi gần so với vị trí mà Kassem đã chọn. Anh Tú, vẫn là anh Tú, dứt điểm. Tình huống dứt điểm bằng chân phải của anh Tú. Đây là tình huống dứt điểm thứ hai của anh Tú bằng chân phải trong trận đấu này và nó đều đi thiếu chính xác. Đường chuyền là của Văn Tú. Anh Tú đã cố gắng tạo ra một góc sút cho riêng mình, nhưng rất tiếc là tình huống dứt điểm bằng chân phải của anh Tú lại đi không trúng đích. Đình Bắc, bảo lao trồng biên, vẫn là Đình Bắc. Văn Tú, Quốc Việt, dứt điểm, không vào. Tình huống dứt điểm thứ tư của Quốc Việt trong trận đấu này và rất tiếc là nó vẫn chưa phải là một pha dứt điểm thành bàn. Tình huống không chế bóng, xoay người và đưa ra pha dứt điểm rất tự tin của chân sút số 9 bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Không chế bóng, xoay người và dứt điểm rất tự tin, có cảm giác như bóng đã chạm nhẹ mép ngoài cột dọc khung thành U20 Palestine. Quốc Việt chỉ cách bàn thắng của mình vài cm nữa thôi. Văn Tú, Phất Văn Khang, Quốc Việt không việt vị. Quốc Việt, vẫn là Quốc Việt. Đăng Dương xin bóng, dứt điểm, không vào. Không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ trẻ Đăng Dương. Một lần thì thủ thành Kassem đã cứu thua, và lần thứ hai thì rất tiếc cú đá bồi của Đăng Dương lại đưa trái bóng đi chệch khung gỗ. Nỗ lực rất lớn đến từ cầu thủ trẻ Đăng Dương, nhưng rất tiếc là chưa có bàn thắng cho cầu thủ U20 Việt Nam. Sau khi vào sân thì Đăng Dương đã chơi rất quyết tâm và nỗ lực bên phía hành lang cánh phải. Và đây là tình huống phá bẫy về vị hay của Quốc Việt, và pha xử lý cũng rất hợp lý, nhà bóng vừa tầm cho Đăng Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống nhà bóng vừa tầm của Quốc Việt và hai cú đá liên tiếp của Đăng Dương. Cú đá này của Đăng Dương cũng đi sát sạt cột dọc, rất giống với cú đá trước đó của Quốc Việt.